Và chào mừng các bạn đã trở lại với một series không phải Big Salmon. Và tôi thề với anh em luôn là series này tôi sẽ không bỏ. Đây là một cái series Minecraft mod Gray. Thì cái mod này nó là một cái mod mà nó sẽ giúp cho những người chơi Minecraft chúng ta, những người chơi Minecraft lâu năm, những người chơi Minecraft mới đây, hoặc là kể cả những người chơi Minecraft lâu năm, sẽ có một cái não biết nhảy hip hop. Tại vì cái hệ thống đồ của cái mod này tôi thề nó là mã 4 của sự phức tạp. Cái não anh em nó chỉ là một cái miếng đồ hũ trong một cái phòng trống, đúng không? Cái mod này nó sẽ giúp cho cái não anh em biết nhảy hip hop. Anh em cứ tin tôi, anh em coi vài bữa không những não mà cả chủ cũng biết nhảy hip hop nữa. Ok, thì nó là như vậy thôi, nhưng mà thực chất thì giai đoạn đầu của cái mod này nó y chang Minecraft bình thường nha. Chúng ta cũng lấy gỗ xong rồi chế đồ. Chúng ta cũng là chế bàn, chế tạo ra đập đá rồi cái kiểu ô có sắt này ngon. Có rìu, có cái xẻng và tôi nghĩ là thêm cây kiếm. Rồi xong đó chúng ta đủ bộ bốn dụng cụ thì chúng ta có thể đi phá đảo game được rồi. Đây thì đây là cà rốt, ngon, chúng ta có thức ăn. Và cà rốt thì có thể là để trồng nên là không ăn vội. Còn thức ăn chủ yếu bây giờ là những anh bạn Vũ Lít qua đây. Chào bạn, chào anh Vũ Lít. Ok, bye bye anh. Rồi chúng ta được một phần Vũ Lít ở đây. Và đây là anh thứ hai. Rồi xong, thế là chúng ta đi dọn hết cả họ nhà anh Vũ Lít. Xin lỗi anh Vũ Lít. It's happening all the time. Wonderful mob music. Oh, what the fuck, một con cua dừa. Một con coconut crush là cua dừa này. Không biết là dưới con này nó cho ra cái gì. Đậu má sao nó trâu vậy. Ơi, nó mất vỏ rồi. Ui, nó mất vỏ, nó ra dừa nè. Á đù. Chưa bao giờ trong cuộc đời tôi nghĩ rằng sẽ có ngày tôi quấn cua để lấy dừa. Và chúng ta có cá. Cá là một nguồn lương thực rất là hợp lý vào thời điểm này. Ôi, sao giết ba con mà được có một miếng vậy. Đây. Một miếng, hai miếng, ba miếng, rồi ok. What the fuck. Ê, lờ máu, what the hell. Nếu giờ tôi là người đầu cá cậu mẹ nó rồi. Đây anh bạn cua ta vào bờ rồi này. Ủa, mới thấy đây mà. Anh ơi, đây anh bạn cua vào bờ. Ê, anh, ê, cua chạy nhanh đi. What the fuck, cua hay thỏ. Rồi xong, đây, món cua đã hy sinh. Và chúng ta được cái cành cua, và cái cành cua này thì chúng ta có thể cái cành cua chúng ta có thể lắp lại nhau để tạo thành một cái cành cua mới bền hơn. Đùa tao à. Đặt người nó đùa bố mẹ. Cái cua này đất biết làm, cái cành này đất biết làm gì. Và dưới con cua này nó là cho thêm hai trái dừa nữa. Hai nửa trái dừa nữa. Chúng ta là thấy một thành viên khác trong gia tộc của anh Vũ Lít rồi. Chào anh. Bập. Rồi xong, chúng ta có 3 miếng thịt gà. Bạn thỏ thì bỏ qua nha, mình không thích ăn thịt thỏ lắm. Rồi bên này thì đây có cừu. Rồi thịt cừu rất bổ, rất hợp lý. Flash là cái đéo gì. Này giết. Cảm xử tử hình. Á đù. Chết mẹ. Nhưng mình lỡ cho ra một đứa mồ côi rồi. Thôi để nó đi vậy đi. Con này con gì, con ngỗng hả? Đúng rồi, con ngỗng. Chào ngỗng. Rồi tôi giết thử một con nó cho ra gì. Nó cho ra thịt ngỗng với lại chân ngỗng. Ok. Nó quýnh tôi thiệt kìa. Đù. Đây có cái làng nè, ngon. Á đù. Thôi, em có làm gì đâu, em lỡ giết một người trong gia đình anh thôi mà. Em lỡ cho con anh mồ côi một đường một người thôi mà, có gì đâu. Còn anh nuôi mà, đâu sao đâu. Em để cho anh nuôi là hay rồi. Anh tin là em cho con anh mồ côi hết cả hai không? Ồ, cái này không phải cái làng, cái này là cái nhà. Nhà có hai con chó. Ôi, con dịch kia, con ngỗng kia dưới da vậy. Rồi trong đây hết hồn. Hello. Nó dí tới nơi luôn nè. Chiến đi. Ghê. Sợ. Bố mày sợ cơ. Theo tôi biết thì chúng ta sẽ còn phải chế cái này đầu tiên nè anh em. Này, đây là cái cỗ máy đầu tiên mà chúng ta sẽ chế. Mechanical bread. Và nó sẽ còn một cái sáp là hai cái andesite. Ok, chúng ta sẽ còn cái nút sắt. Và cái này, một block sắt. Block sắt thì nghe hơi căng rồi đó. Hiện tại thì đang hơi nghèo. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vô, chúng ta khô máu với thằng cha kia. Bây giờ máu đầy rồi mà lo gì. Đây có con người này nữa nè. Hello anh trai. Anh trai. Trai. Ê, mày đâu rồi? Thế mẹ. Fuck. Ở trong đây là hình. Nó treo hình gì vậy ta? Hay là đây rồi. Ôi, cái gì? Fuck, nghe enderman nè. Đệ tử enderman nè.
Chúng ta được Emerald sách. Sách toàn sách với sách. Thôi được rồi, cứ loot sách trước đi. Sách. Ok, sách là tri thức, sách rất quan trọng. Ui gì, bắt đầu đi. Ôi được cái cung nè, cung với bánh mì là ngon. Ok, loot. Lúc lại. Còn gì không? Không, có vẻ là hết. Đây có cái này. Cái này đáng nè, loot được. Rồi ok, em đi đây. Tạm biệt nha. Bye bye. Ok. Ui. Có cái cầu luôn nè. Ê. Ủa, ở đây mới xảy ra một vụ tàn sát à. Chắc là mấy anh sói lại chơi nhau với mấy bạn cừu rồi. Ở đây chúng ta có một cái cầu. Cầu này có gì hết? Cầu này rất là mát, không có nóng lắm đâu. Con vịt bên kia. Bên kia cũng có cái cầu kìa. Không biết bên đó có cái làng nào không ta. Rồi xong luôn. Giờ là cái lần này. Bên kia cũng có cái cầu rồi mà cái cầu kia chưa xây xong. Cầu này chắc đang xây, tự nhiên mấy thằng cha đó đột quỵ chết hay sao á. Đây chúng ta còn thêm thịt gà nha. Giờ thì đang đói khổ thì chúng ta cứ quất hết đi. Thông thường thì những con sông nó sẽ là nguồn gốc của nền văn minh anh em ạ. Sông nó sẽ chảy vào giúp cho đất đai màu mỡ và từ đó người dân có thể sinh sống. Nên theo tôi nghĩ là làng. Nên là thông thường những ngôi làng nó sẽ được xây gần sông. Nhưng mà rất tiếc trong Minecraft là người dân làng đều còn uống nước cho nên là nó không xây gần sông đâu. Đi chỗ khác. Như ngỗng kìa. Bây giờ đây, mình hay dữ ta. Từ khi nào mình có trí tuệ sánh ngang với Conan với lại Sherlock Holmes vậy? Mình đoán một, suy luận một cái là đi tới làng luôn. Quá tuyệt vời luôn. Quá chất. Tôi phải tự thưởng cho mình nè. Hình như nếu mà tôi giữ ship rồi chặt cây thì nó sẽ nhanh hơn. Hay ta. Vụ này hay á. Được. Tao biết vụ này rồi là xác con mẹ bệnh mấy cái cây nha. Mày nhớ mặt tao á. Coi chừng á. Hình khạng bố sút vỡ mồm á. Rồi tao sẽ trồng nguyên một hàng cây ở đây luôn. Đó. Khoan. Đó. Rồi ok. Nhà mấy hàng dân làng nó nhỏ quá anh em. Nó không ở được cho nên là bây giờ tôi sẽ xây căn nhà. Thì nhà của tôi nó chưa định, chưa hẳn là cái nhà. Tôi nghĩ là tôi sẽ xây cái lều trước. Tôi sẽ xây một cái lều ngoài biển. Rất là hợp lý. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fuck. Ok, mọi người làm gì vậy? Nhà đang xây mà làm gì? Tào lao đừng vô đây mày. Ngồi xong nó vô nó ở luôn rồi. Ok, tao sẽ nhốt mày dưới tầng hầm để sử dụng. Ok, mình sẽ có một cái như này. Rồi. Ở đây, ok. Đây. Mày nhường. Quấn mà nó bắn tùm lum luôn. Bắn gì đen xì nữa chứ. Mất dạy.
Fuck, mày nhìn Shida quá. Thôi thay rồi. Ok. Rồi. Thấy mẹ nó hơi lệch ha. Oh fuck. Shit. Ok, và là xong căn lều bé nhỏ của chúng ta. Đó. Giờ chỉ còn cắm đuốc lên thôi. Nhưng mà rất tiếc, à đây còn này, mày quá. Xem đi. Bây giờ cắm đuốc lên cho nó sáng sủa nè. Đó. Đó. Hai bên. Rồi, xong. Người theo hướng hoa mây mù răng lối, là xuân khói phôi phai đưa bước ai xa rồi. Đến côi mình ta vẫn vương hồi ức, trong men say chiều mưa buồn. Ngang giọt lệ tận khiến hoa mi sầu bi. Đường xưa nơi cố nhân từ giá biệt ly, cánh hoa rung rơi. Phần duyên mong manh rẽ lối trong mơ ngày tuấn phùng. Đến khóc cô theo làn.